như vậy thiện hiện khi các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy không thấy pháp giới lìa các pháp cũng không thấy các pháp lìa pháp giới cũng không thấy hữu tình và sự thật tạo ra kia có thể được nhưng phát sanh phương tiện thiện xảo tự mình tu hành sáu ba la mật đa cũng khuyên người khác tu hành sáu ba la mật đa không tán dương trái với sự tu hành sáu pháp ba la mật đa hoan hỷ tán thán người tu hành sáu ba la mật đa tự mình thọ trì mười thiện nghiệp đạo cũng khuyên người khác thọ trì mười thiện nghiệp đạo không tán dương trái với pháp thọ trì mười thiện nghiệp đạo hoan hỷ tán thán người thọ trì mười thiện nghiệp đạo tự mình thọ trì năm giới cũng khuyên người khác thọ trì năm giới, không tán dương trái với pháp thọ trì năm giới, hoan hỷ tán thán người thọ trì năm giới. Tự mình thọ trì tám giới cũng khuyên người khác thọ trì tám giới, không tán dương trái với pháp thọ trì tám giới, hoan hỷ tán thán người thọ trì tám giới. Tự mình thọ trì giới xuất gia cũng khuyên người khác thọ trì giới xuất gia, không tán dương trái với pháp thọ trì giới xuất gia hoan hỉ tán thán người thọ trì giới xuất gia tự mình tu hành bốn tịnh lự cũng khuyên người khác tu hành bốn tịnh lự không tán dương trái với pháp tu hành bốn tịnh lự hoan hỉ tán thán người tu hành bốn tịnh lự tự mình tu hành bốn vô lượng cũng khuyên người khác tu hành bốn vô lượng không tán dương trái với pháp tu hành bốn vô lượng hoan hỉ tán thán người tu hành bốn vô lượng tự mình tu hành bốn định vô sắc cũng khuyên người khác tu hành bốn định vô sắc không tán dương trái với pháp tu hành bốn định vô sắc hoan hỷ tán thán người tu hành bốn định vô sắc tự mình tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng khuyên người khác tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không tán dương trái với pháp tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo hoan hỷ tán thán người tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo Tự mình tu hành giải thoát môn không vô tướng vô nguyện cũng khuyên người khác tu hành giải thoát môn không vô tướng vô nguyện, không tán dương trái với pháp tu hành giải thoát môn không vô tướng vô nguyện, hoan hỷ tán thán người tu hành giải thoát môn không vô tướng vô nguyện, tự mình an trụ nội không cho đến vô tính tự tính không cũng khuyên người khác an trụ nội không cho đến vô tính tự tính không, không tán dương trái với pháp an trụ nội không cho đến vô tính tự tính không, hoan hỷ tán thán người an trụ nội không cho đến vô tính tự tính không, tự mình an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng khuyên người khác an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không tán dương trái với pháp an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoan hỷ tán thán người an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ tự mình an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng khuyên người khác an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, không tán dương trái với pháp thánh đế khổ tập diệt đạo, hoan hỷ tán thán người an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo tự mình tu hành tám giải thoát cũng khuyên người khác tu hành tám giải thoát không tán dương trái với pháp tu hành tám giải thoát hoan hỷ tán thán người tu hành tám giải thoát tự mình tu hành tám tháng xứ cũng khuyên người khác tu hành tám tháng xứ không tán dương trái với pháp tu hành tám tháng xứ hoan hỷ tán thán người tu hành tám tháng xứ tự mình tu hành chín định thứ đạ cũng khuyên người khác tu hành chín định thứ đạ không tán dương trái với pháp tu hành chín định thứ thứ đạ. hoan hỷ tán thán người tu hành chín định thứ đạm tự mình tu hành mười biến xứ cũng khuyên người khác tu hành mười biến xứ không tán dương trái với pháp tu hành mười biến xứ hoan hỷ tán thán người tu hành mười biến xứ tự mình tu hành mười địa bồ tát cũng khuyên người khác tu hành mười địa bồ tát, không tán dương trái với pháp tu hành mười địa bồ tát, hoan hỉ tán thán người tu hành mười địa bồ tát, tự mình tu hành tất cả môn Đà La Ni, cũng khuyên người khác tu hành tất cả môn Đà La Ni không tán dương trái với pháp tu hành tất cả môn đà la ni hoan hỷ tán thán người tu hành tất cả môn đà la ni tự mình tu hành tất cả môn tam ma địa cũng khuyên người khác tu hành tất cả môn tam ma địa không tán dương trái với pháp tu hành tất cả môn tam ma địa hoan hỷ tán thán người tu hành tất cả môn tam ma địa tự mình viên mãn năm căn cũng khiến người khác viên mãn năm căn không tán dương trái với pháp viên mãn năm căn hoan hỉ tán thán người viên mãn năm căn tự mình viên mãn sáu thần thông cũng khiến người khác viên mãn sáu thần thông không tán dương trái với pháp viên mãn sáu thần thông hoan hỉ tán thán người viên mãn sáu thần thông tự mình viên mãn mười lực như lai cũng khiến người khác viên mãn mười lực như lai không tán dương trái với pháp viên mãn mười lực như lai hoan hỉ tán thán người viên mãn mười lực như lai tự mình viên mãn bốn điều không sợ cũng khiến người khác viên mãn bốn điều không sợ, không tán dương trái với pháp viên mãn bốn điều không sợ, hoan hỷ tán thán người viên mãn bốn điều không sợ, tự mình viên mãn bốn vô ngại giải cũng khiến người khác viên mãn bốn vô ngại giải, không tán dương trái với pháp viên mãn bốn vô ngại giải, hoan hỷ tán thán người viên mãn bốn vô ngại giải, tự mình viên mãn đại từ đại bi đại hỷ đại xả cũng khiến người khác viên mãn đại từ đại bi đại hỷ đại xả, không tán dương trái với pháp viên mãn đại từ đại bi đại hỷ đại xả, hoan hỷ tán thán người viên mãn đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Tự mình viên mãn 18 pháp Phật bất cộng cũng khiến người khác viên mãn 18 pháp Phật bất cộng, không tán dương trái với pháp viên mãn 18 pháp Phật bất cộng, hoan hỷ tán thán người viên mãn 18 pháp Phật bất cộng. Tự mình viên mãn pháp không quên mất cũng khiến người khác viên mãn pháp không quên mất không tán dương trái với pháp viên mãn pháp không quên mất hoan hỉ tán thán người viên mãn pháp không quên mất tự mình viên mãn tánh luôn luôn xả cũng khiến người khác viên mãn tánh luôn luôn xả không tán dương trái với pháp viên mãn tánh luôn luôn xả hoan hỉ tán thán người viên mãn tánh luôn luôn xả tự mình viên mãn trí nhất thiết cũng khiến người khác viên mãn trí nhất thiết không tán dương trái với pháp viên mãn trí nhất thiết Hoan hỉ tán thán người viên mãn trí nhất thiết, tự mình viên mãn trí đạo tướng cũng khiến người khác viên mãn trí đạo tướng, không tán dương trái với pháp viên mãn trí đạo tướng, hoan hỉ tán thán người viên mãn trí đạo tướng, tự mình viên mãn trí nhất thiết tướng cũng khiến người khác viên mãn trí nhất thiết tướng, không tán dương trái với pháp viên mãn trí nhất thiết tướng, hoan hỉ tán thán người viên mãn trí nhất thiết tướng. Tự mình viên mãn 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp Cũng khiến người khác viên mãn 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp Không tán dương trái với pháp viên mãn 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp Hoan hỷ tán thán người viên mãn 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp này thiện hiện, nếu biên tế đầu giữa cuối của chân pháp giới có sai khác, thì khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không thể phát khỏi phương tiện thiện xảo, vì các hữu tình mà nói chân pháp giới nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình, tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi lạc cho tất cả, đến tận đời vị lai vì biên tế đầu giữa cuối của chân pháp giới thường không sai khác nên khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa khéo phát khỏi phương tiện thiện xảo vì các hữu tình mà nói chân pháp giới nghiêm tịnh cõi phật thành thục hữu tình tu các hạnh đại bồ tát chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề làm lợi lạc cho tất cả đến tận đời vị lai